chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là cách nhắn tin để không có bị nhạt và cuốn hút. Các bạn thân mến, trong cuộc sống cũng như đặc biệt là trong tình yêu, chúng ta luôn luôn muốn là mình sẽ là những người mà nói chuyện cuốn hút, có duyên, nói mà người kia muốn nghe, nói mà người kia cảm thấy mình thú vị, chứ không phải là mình nói ra xong mình nỗ lực để làm cho người kia có ấn tượng tốt về mình mà họ lại cảm thấy rằng mình rất là nhạt. Mình càng cố mình lại càng cảm thấy mình nhạt hơn. Vậy thì làm như thế nào để giải quyết cái vấn đề này? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bạn nhé. Cái điều đầu tiên mà các bạn phải làm để nói chuyện không có bị nhạt và cuốn hút, đấy chính là các bạn phải bỏ ngay cái suy nghĩ là mình muốn gây ấn tượng với đối phương đi, hoặc gây ấn tượng với một ai đấy đi. Bởi vì chính cái áp lực là phải gây ấn tượng tốt với người kia, nó khiến cho các bạn căng thẳng. Mà càng căng thẳng, các bạn càng cố gây ấn tượng, càng tỏ ra mình thú vị, thì nó lại càng khiến cho các bạn không thú vị hơn. Và đôi khi á, mình còn nói ra những câu mà nó không có được hay. Thậm chí là có những người vì muốn gây ấn tượng với người kia thì nói những cái câu mà theo trào lưu của các bạn trẻ bây giờ đang nói những câu này hot ý. Thì xong rồi là các bạn nói luôn những cái câu như thế. Cuối cùng người kia cảm thấy rằng ô, dùng nó chẳng phù hợp gì cả, thiếu thú vị và không cảm thấy hay, và cảm thấy người này sao chán thế, sao nhạt thế. Thì cho nên là các bạn đừng bao giờ cứ cố gắng quá nhiều để mà gây ấn tượng với một người đến nỗi mà các bạn áp lực về cái chuyện đấy nhá. Điều quan trọng nhất là trong khi nói chuyện chúng ta giữ được một cái sự thoải mái nhất định. Thoải mái cùng với sự chân thành, đó, nó sẽ là bí quyết để các bạn sẽ không nói chuyện những cái câu mà nó nhạt nhẽo, những cái câu mà sáo rỗng, để rồi khiến cho đối phương nghĩ rằng mình nhạt. Điều số 2 mà những bạn muốn nói chuyện thú vị và có duyên phải biết, đấy chính là đừng bao giờ sưu tầm được những câu hay ở trong phim, hoặc trong những cái cuốn sách, hoặc trong ai đó chia sẻ, mà cứ dập khuôn nói nó một cách máy móc mà không phù hợp với hoàn cảnh. Các bạn thân mến, mình có chỉ cho các bạn rất nhiều những cái video về chủ đề nói như thế nào này, những câu nói, những tin nhắn hay này, để cuốn hút người đấy này, để người đấy thích các bạn này, người đấy yêu các bạn này, say đắm các bạn này. Mình có những video đấy, nhưng mà video nào mình cũng nhắc nhở các bạn rằng nói gì cũng được, nói ra sao đấy là quyền của các bạn, các bạn có thể chỉnh sửa những câu nói đấy, nhưng nó phải thật và bạn có cảm xúc với những câu nói đấy. Còn nếu cảm thấy rằng những cái câu này xến quá, nó không phù hợp với mình, hoặc mình thấy thực sự là nó không phải như vậy, thì các bạn đừng nói. Các bạn ạ, nếu không thấy thật đừng nói, nếu thấy không phù hợp với mình đừng nói. Chỉ khi nào các bạn thấy rằng những cái câu này mình thấy nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, cảm xúc của mình cũng có giống như vậy, thì mình có thể nói những cái câu như thế, hoặc là thay đổi văn phong đi một tí cho nó phù hợp với cá tính của mình. Thì đấy là khi các bạn biết sử dụng những câu nói hoặc những tin nhắn một cách hiệu quả, một cách có nghệ thuật. Chứ không phải người ta nói gì, người ta bảo nói câu này là cuốn hút, thế là mình nói luôn, mình không bất kể, mình không quan tâm đến cái hoàn cảnh nó như thế nào, hay là có phù hợp để nói ra câu nói đấy không, thì tuyệt đối không nên các bạn nhá. Cái cách số 3 để có thể nói chuyện thú vị, không chán mà chúng ta cần phải biết, đấy chính là các bạn hãy học cách lắng nghe. Lắng nghe rồi đặt câu hỏi, và sau đó bày tỏ quan điểm của các bạn. Đấy, đây là một chuỗi 3 cái hành động mà nó thể hiện cái sự cuốn hút của các bạn. Khi ai đó nói chuyện với bạn, họ cũng thích là các bạn sẽ nghe chứ, đúng không? Nhưng mà nhiều người khi mà thích một người quá rồi, ngồi xuống nói chuyện thế là không nghĩ được gì, không nghe được cái người kia nói gì, chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình nên nói gì, mình nói gì cho thú vị nhỉ, mình nói gì cho gây ấn tượng nhỉ, thế là cuối cùng người kia nói gì mình không biết luôn. Thì đấy lại là một cái nhược điểm của mình. Cho nên là học cách lắng nghe, nghe xem người ta nói gì, sau đó là mình đặt câu hỏi với họ. Ví dụ họ chia sẻ với các bạn, ôi hồi anh lập nghiệp, hoặc là em mới ra thành phố gặp những cái khó khăn này khó khăn kia. Bạn lắng nghe xong, các bạn bắt đầu đặt câu hỏi. Thì ví dụ đến một cái đoạn cao trào nào đấy, các bạn hỏi là ôi thế thời điểm đó anh đã làm thế nào, hoặc em thế đã làm thế nào để vượt qua được. Đấy, nó thể hiện là mình chú ý đến câu chuyện đấy. Mà khi các bạn đã chú ý đến câu chuyện đấy rồi, các bạn không còn phải nghĩ là mình nói gì cho nó thú vị nữa. Và cuối cùng bạn đi sâu vào trong câu chuyện của người ta, và cuối cùng người ta sẽ nói rằng các bạn rất biết cách nói chuyện, các bạn nói chuyện rất là có duyên. Sau đó
sau khi đã hỏi được người ta nữa rồi, để câu chuyện ngày càng có thể mở rộng hơn rồi, thì các bạn có thể đôi khi sẽ bày tỏ quan điểm của mình về cái điều đấy. Ví dụ thấy người ta có ý chí, có nghị lực, mình khen người ta một câu, đấy là quan điểm của mình. Ví dụ như là mình rất trân trọng những cái người mà có ý chí, nghị lực như thế, mình cũng nói ra. Thì cuối cùng đấy là cái cách mà chúng ta sẽ gây ấn tượng với đối phương mà không cần phải quá mệt mỏi. Nói chung hãy giữ một tâm thế thoải mái nhất để lắng nghe, đặt câu hỏi và sau đó bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình. Nó vừa thể hiện các bạn là một người có quan điểm, có chính kiến, vừa thể hiện mình là một người có duyên vì biết lắng nghe và biết gợi mở câu chuyện các bạn. Cái điểm số 4 mà các bạn tuyệt đối phải nhớ nếu muốn nói chuyện tế nhị, có duyên và không có bị người ta chê nhạt, đấy là các bạn chú trọng hơn vào cái chất lượng của cuộc nói chuyện hơn là thời lượng của cuộc nói chuyện. Rất là nhiều bạn khi mà thích một ai đấy nhắn tin suốt ngày, sáng trưa chiều tối, các bạn nghĩ rằng phải nói chuyện nhiều với nhau thì tức là chúng ta thú vị không? Các bạn nói chuyện với nhau ít nhiều nó không quan trọng, cái số lượng nó không quan trọng mà cái chất lượng. Ví dụ mình nói chuyện ít với nhau thôi, nhắn vài cái tin thôi, nhưng mà mỗi một cái tin nhắn cả hai đều trân trọng, đều vui. Nhiều bạn cứ bị chê chán là vì làm sao? Chán là vì đã không có chuyện gì để nói nhưng mà cứ nói nhiều, cứ nhắn nhiều cho người ta, thì cuối cùng là người ta thấy mình chán chứ sao, đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo cái sự cân bằng của cái việc ai chủ động nói chuyện với ai. Không phải lúc nào mình cũng chủ động, mà không phải lúc nào để người kia chủ động, có sự chủ động qua lại. Cái thứ nữa đấy là chúng ta chú trọng đến cái việc chúng ta nói gì với nhau hơn là số lượng của những cái tin nhắn hay là thời lượng của cuộc nói chuyện. Nói ít với nhau thôi nhưng mà thấy thú vị còn hơn. Có lúc nào cảm thấy là chính bản thân mình còn cảm thấy chán mình, chính bản thân mình còn cảm thấy nhạt, thế thôi dừng lại cuộc nói chuyện đi, lúc khác nói chuyện tiếp. Cái điều số 5 rất là quan trọng mà khiến cho các bạn nói chuyện có duyên mà không có bị chán á, đấy chính là các bạn phải có một cái tâm lý là mình nói chuyện với ai, mình làm bạn với ai, hay mà là mình tiến tới xa hơn với ai đấy, đó là khi mình trao những cái giá trị cho đối phương chứ không phải là mình mưu cầu cho chính bản thân mình. Đấy, đấy chính là cái điều nó giải thích cho lý do tại sao mình bảo các bạn là đừng cố gắng để gây ấn tượng nữa. Cứ căng thẳng để cố gắng để gây ấn tượng chứng tỏ các bạn muốn đạt được một cái điều gì đấy. Các bạn càng khao khát để có được hoặc mưu cầu cái gì đó cho mình thì các bạn sẽ mất sức hấp dẫn. Còn nếu như các bạn có một cái tư thế là hôm nay mình nói chuyện với cái anh này hoặc cô này mà mình thích, đúng không? Hãy khoan nói chuyện mình thích người ta như thế nào nữa. Quan trọng là gì? Hôm nay nói chuyện với mình, người đấy có một cái câu chuyện thú vị chẳng hạn. Một cái câu chuyện có thể là không phải là quá buồn cười hay là quá hài hước, thế nhưng nói chuyện với mình là một người có ý nghĩa, đúng không? Mình trao những cái giá trị vào đấy. Gặp mình là gặp một người là luôn mang đến những cái điều tốt đẹp và năng lượng tích cực cho cuộc sống này, chứ không phải là mình đến đây chỉ để là gây ấn tượng cho người ta thấy rằng tôi rất hài hước hay là tôi rất biết cách nói chuyện. Không, mình không đến để thể hiện những cái điều đấy. Mình đến là để cho người ta thấy rằng ít nhất hôm nay có một người bạn vui vẻ, thoải mái để cùng họ trò chuyện, nói về những cái điều tích cực trong cuộc sống. Và ít nhất là khi nói chuyện với mình, người ta có đang buồn, người ta cũng có một cái động lực hơn trong cuộc sống, bởi vì mình luôn trao vào cuộc sống và những cái điều tích cực, cũng như là mình động viên họ nếu như họ có những cái điều gì buồn trong cuộc sống. Đấy chính là lý do mình nói hãy có một tâm lý rằng mình đem đến giá trị cho cái người nói chuyện cùng mình, chứ không phải mình đến để mưu cầu, để cố gắng là gây ấn tượng với người ta nhá. Các bạn phải có cái tâm lý đấy thì các bạn sẽ nói chuyện rất là hay và không ai nói các bạn chán hết, vì gì thì gì các bạn cũng mang theo một cái mục đích tốt. Một khi các bạn đã mang theo một mục đích tốt rồi thì người ta có nghĩ các bạn nhạt, người ta có chê các bạn nói chuyện thế nào, các bạn không còn quan tâm nữa rồi. Mình đến để mang theo những cái điều tốt đẹp đấy mà họ cảm nhận được thì mình tiếp tục làm bạn với người ta hoặc tiếp tục tiến hay sâu hơn với người ta. Người ta không cảm nhận được, người ta còn coi thường mình, coi khinh mình, thì cũng là lúc mình phải xem lại xem mình có nên tiếp tục làm bạn hoặc là tiến xa hơn với người này không, đúng không? Nói chung là các bạn đừng có gây sức ép cho mình, giữ một cái tâm lý thoải mái nhất, tốt đẹp nhất, hãy là chính mình các bạn nhá. Thì đó sẽ là cái bí quyết để cho các bạn sẽ nói chuyện không có bị chán, không ai chê các bạn được, mà các bạn sẽ luôn luôn có được một ấn tượng tốt nhất cũng như là nói chuyện một cách cuốn hút. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc, đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình nhé. Cũng như là sẽ nhận được những video mới khi mình mới đăng lên này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.